Thầy, tiếp theo chúng con xin gửi đến một câu hỏi của đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Chúng con kính mời chị An Mỹ đọc giúp và chúng con kính mời chị Diệu Thành chuẩn bị. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, chỉ ra lỗi lầm của người để sửa và nói lỗi của người khác khác nhau như thế nào, và làm thế nào để chúng con nhìn nhận ra lỗi lầm của chính mình và không bị phiền não hoặc buồn giận tức vân vân khi có người khác nói lỗi của mình, dù là thiện ý hay ác ý ạ? Con xin thầy cho con một lời khuyên. Con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chỉ lỗi của một người để tìm cách giúp đỡ cho họ bỏ đi và nói lỗi người khác khác nhau chỗ nào? Có sự khác nhau trong đó. Ví dụ như mình ở trong một cái đạo tràng, mình thấy một người này ưa ngủ gục chẳng hạn như vậy. Mình ra mình tìm cách nói chị ơi, chị cố gắng chị ra chị rửa mặt đi, chị vô để mà kiếm được chút công đức. Rồi coi thí dụ như khi mà mình thấy buồn ngủ quá là chị đứng lên chị lạy Phật, thì tự nhiên nó qua cái cơn ngủ đi. Thì cái đó là mình tìm cách mình giúp cho cái người đó vượt qua những cái chướng nặng của họ, chứ không phải là mình để mình bêu rêu cái lỗi của họ để mình chê trách họ. Nếu mà mình bêu rêu cái lỗi này để mà mình khiển trách hay là mình nói xấu cái người đó, thì lúc đó mình gọi là nói lỗi người khác. Cho nên trong đạo tràng chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau. Thí dụ như là nhất là đi hộ niệm, chúng ta thường xuyên nhắc nhở những cái sơ suất của người bệnh. Thì cái thường xuyên nhắc nhở cái sơ suất người bệnh để người ta chú ý mà bỏ đi, buông ra, để khi mà cuối cùng rồi người ta khỏi bị vướng phải những cái lỗi lầm đó. Đó là cái tâm chúng ta là muốn cứu độ họ, chứ không phải là chúng ta bêu rêu, chúng ta coi đem những cái xấu của người đó ra mà để mà chê trách hay là chống đối chống phá. Tức là hai cái trạng thái này nó khác nhau. Như vậy thì chư vị muốn là bây giờ làm sao mà để cho người ta nói cái lỗi của mình mà mình sửa được, thì xin thưa là chính Ngài Ấn Quang Ngài nói rất nhiều cái chuyện này. Cái lòng khiêm cung của mình nó giúp cho mình thực hiện cái điều này. Ngài nói là lúc nhàn đàm thì đừng có nên đem lỗi của người ta ra mà kê khai cho người này biết, người kia biết. Lúc tịnh tọa thì cứ nhớ là coi thứ mình có cái lỗi gì để mà sửa đi. Và nếu tu hành có dối cho mấy nữa thì lúc nào cũng nghĩ mình là có điều sơ suất. Nếu mà những người nào học được cái tâm này, thì khi một người mà nhắc đến cái lỗi của mình thì mình cảm ơn vô cùng, mà chấp tay mình cảm ơn họ. Mà mình cảm ơn họ chính là mình hộ niệm cho mình đó. Vì họ đang hộ niệm cho mình bằng cách nhắc nhở mình, và mình hộ niệm cho mình bằng cách mình nghe lời họ để mình sửa đổi. Thì hai cái trạng thái này chứ vậy thấy nó khác nhau nè. Ngược lại thí dụ như khi mà mình có người nào mà nhắc nhớ cái lỗi của mình mà mình nổi cơn tam bành lên, mình không chấp nhận, mình cãi lại, thì thường thường mình cứ gối mãi cái những cái sơ suất đó, sợ rằng là đến lúc mà cuối cùng chính những cái sơ suất mà mình không sửa này nó sẽ hại cho mình, nó làm cho mình thất điên bắt đảo và mình không còn giữ được chánh niệm nữa. Chính vì thế mà đi hộ niệm tức là nhắc nhớ những cái sơ suất của người bệnh, tìm cách khuyên răn người bệnh bỏ những cái sơ suất đi, buông những bơ sơ suất ra. Đó là cái cách mà coi như là chỉ lỗi cho họ để họ sửa. Luôn luôn là như vậy, hộ niệm luôn luôn là như vậy. Cho nên nếu mà chư vị muốn đi hộ niệm, muốn học hộ niệm hay là muốn được người ta hộ niệm cho mình, thì luôn luôn phải lắng nghe lời chỉ điểm, nhất là ban hộ niệm ta chỉ điểm. Ví dụ như bác tại sao lại sợ chết như vậy, sợ chết như vậy nó nguy hiểm lắm, không có nên sợ chết nữa, mà chúng ta thấy rằng là chán chơi cái cõi đời này đi, chán chơi cái cảnh sống mà nghiệt ngã này đi, thì khi mà xả bỏ báo thân mình đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tức là họ nhắc nhớ cho mình bỏ đi cái sợ chết,
Nếu những người nào mà hiền lành chất phác thì khi mà nghe nhắc như vậy mình chắp tay cảm ơn liền. Chư vị ở đây là cái dạng người hiền lành rất dễ vãng sanh. Ngược lại có những người khi mà nhắc tới cái sợ chết kia là thấy tự ái. Khi mà chư vị tự ái lên là vô tình mình không chấp nhận người ta nêu cái lỗi của mình, thì vô tình cái lỗi của mình đó nó sẽ chui vào trong tâm của mình lại, và nó ứng hiện trong cái tâm của mình, và nó ứng hiện trước mặt mình trong những giờ phút mà thân mình thì tàn tạ rồi, trí mình thì mê rồi, tất cả đều mê mệt rồi, thì nó ứng hiện ra. Lúc đó mình mới thấy rằng là nó ứng không phải một cái điều này, mà nó ứng hơn hàng vạn những điều sơ suất khác, làm cho mình không còn nghe ai nữa, và mình tiếp tục đi theo con đường khổ nạn. Cho nên thường thường là nếu mà người hiền lành chấp pháp sẽ lắng nghe được những cái này mà sửa đổi, thì thường thường họ vãng sanh rất dễ. Mà còn thí dụ như khi một người mà nhắc nhớ tới cái lỗi gì của mình mà mình không có nghe, mà mình phản bác lại, thì thường thường chính những cái này nó làm cho mình sẽ khó khăn vô cùng, khó khăn vô cùng. Chính vì thế mà sẵn dịp đây mong chư vị nhớ là cái công phu tu hành của chính mình quan trọng lắm. Chính nhờ cái công phu này mà mình có cái khả năng gọi là đánh bạc cái nghiệp chướng ra. Nhờ cái công phu này mà giúp cho mình buông được những cái tình chấp, những cái sơ suất của chính mình, thì sau cùng mình rất dễ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản như vậy thôi nha chư vị nha. Đừng có thấy mà người ta kêu cái lỗi của mình chút thì mình buông một phiền. Còn nói lỗi của người khác là những người chuyên môn coi như rình rập khui ra những lỗi người khác để mà công kích, để mà đố kỵ, để mà đá phá, thì cái điều này là cái điều không tốt. Người tu hành không nên làm cái điều này nghe chưa vị. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.